các bạn, hôm nay chúng ta hãy cùng mình đến với cái tựa game là Hành Trình PT nhé bạn. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn tân thủ cách chơi chuẩn và cách tăng lực chiến nhanh đối với cái tựa game này. Hay đây là một cái tựa game ID màn hình dọc nha các bạn. Thì với đồ họa là 2.3D khá là đẹp mắt nha các bạn. Thì đầu tiên thì tại giao diện chính này thì các bạn tiến hành làm cho mình những cái nhiệm vụ nha các bạn. Thì khi bạn nhấn vào nhiệm vụ thì nó sẽ tự động chỉ cho bạn tới nhiệm vụ, và bạn cứ làm theo thôi bạn. Các bạn có sự đột phá hay không, sự đột phá bậc 2. Đấy bạn, và làm thôi bạn. Và sau khi các bạn hoàn thành nhiệm vụ lên cái nhiệm vụ càng cao á thì nó sẽ mở ra thêm khá là nhiều những cái tính năng mới. Và tại màn hình chính như thế này thì những cái dấu chấm đỏ này nè bạn, thì các bạn cố gắng lấy hết những cái chấm đỏ nha các bạn, tại vì những cái này là những cái phần thưởng mà các bạn có thể nhận được nha các bạn. Khi bạn chơi game mà không cần tốn gì hết thì nó sẽ cho bạn là những cái nguyên liệu. Còn bạn nào mà có phần triệu hồi, còn phần triệu hồi thì bạn cứ triệu hồi hết nha bạn, triệu hồi ra thêm những cái nhân sự mới. Đây là bạn kinh doanh, bạn có thể nhận đây là gói mục tiêu vận gửi, các bạn có thể nhận được. Thì cái nào miễn phí thì các bạn cứ nhận hết nha bạn. Tiếp là quà tặng phúc lợi bao gồm đăng nhập nha bạn, mã kích hoạt. Thì trong video trước của mình trong những video của mình á, thì bạn có thể vào xem để mình có chia sẻ mã kích hoạt các bạn. Các bạn hãy vào đó để xem nha bạn. Và nhập thì mã kích hoạt nó hoàn toàn miễn phí, thì bạn nào cũng có thể nhận được hết. Ngoài ra thì có sử dụng 7 ngày nữa nữa bạn. Các bạn nhớ đăng nhập ngày để đủ 7 ngày tân thủ để nhận quà nhé bạn. Có rất nhiều những cái phần quà nha bạn. Ngoài ra thì các bạn có thể vào fanpage nhấn vào quốc đây, nhấn vào theo dõi để cho nó chuyển qua đây. Các bạn theo dõi Facebook để có thể là nhận quà cho mình cái phần thưởng nha bạn. Thì ngoài ra các bạn tiến hành vào cái mục thư nè, thì nó sẽ có những phần quà tạo nhân vật và phần quà này nó gửi thư. Và có cái em lịch sử đúng không bạn, các bạn nhấn vào để nhận nha bạn. Nhưng mà hôm nay thì mình mở hết lượt mở lịch sử rồi nên là nó sẽ không nhận được nữa. Còn đây là cái tay nải nha bạn, thì các bạn dùng hết nha bạn, dùng hết. Đấy bạn, có gì thì bạn cứ dùng hết nha bạn. Kế tiếp là các bạn tiến hành tăng cấp độ đây. Thì ở này thì như mấy cái tựa game, kiểu là tựa game mở gương các bạn. Thì khi mà các bạn tăng cấp đó, thì nó sẽ tăng tỷ lệ những cái trang bị cao hơn một chút. Khi bạn nhấn vào đây nữa này thì nó sẽ ra trang bị này. Nếu như trang bị mà ở đây thì bạn có coi là kiếm ở đây thôi, nếu như nó cộng thì nó màu xanh thì tiện trang bị thay thế, còn bạn màu đỏ thì cứ tắt thôi bạn. Các bạn
màu xanh nha mày. Thì những con hải thế nhớ tích vào đây để cho nó tự động hải thế nha mày. Đỏ thì cứ tắt. Ngoài ra có tính năng tự động nữa khi mà giúp mở sang lật đầu như vậy. Gã này cũng trang đừng quên trang bị cho nhân vật. Các bạn có thể kích hoạt bộ đồ đây. Kích hoạt cộng sự. Đeo danh hiệu. Có thể đổi avatar nó như mày. Còn đây là cộng sự thì bạn có thể kích hoạt cộng sự của mình. Và cộng sự này các bạn có thể thăng cấp sau khi nộp một số cho cấp độ nhất định thì bạn có thể tăng bậc. Các bạn có thể hợp lực như thế này và có thể cho tốn vào trận. Và các con cộng sự này thì nó sẽ có bốn vị trí, thì sẽ chia bốn hệ là hỏa, thủy, mộc và kim. Và tất nhiên thì mỗi mỗi cộng sự thì nó sẽ cũng sẽ chia ra các phẩm như SSG, SGG. Và cộng sự này thì các bạn cũng có thể tăng sao nha các bạn. Đeo thần khí, đeo ám hồn, kích hoạt ám hồn, thần trang nữa bạn và thiên phú. Ngoài ra thì các bạn cũng đừng quên là thu thập thiên linh tướng bằng cách làm bốn cái nhiệm vụ đây để có thể kích hoạt cái linh tướng này nhé bạn. Bạn có thể xem linh tướng này. Các bạn cũng hay kích đạn nha bạn, kinh lạnh, kinh ngon. Ngoài ra thì các bạn cũng đừng quên đi sang phó bản. Và các bạn cũng đừng quên là tăng cấp ẩn giới nha các bạn.